Arco iris. Không lấy được, mẹ tay đâu? Đây này, đâu này? Con chơi ở đây đi, con chơi ở đây. Con này. Chị cho cắm chai rượu. Cắm không cho đâu. Vâng, chị đi đâu đây? Chị mua hàng chán thì xuống chơi. Yeah. Vào đây ngồi đã. Dạo này Hiện đi đâu mà không thấy đi qua đây? Hiện nó chuyển công tác rồi em ạ. Nó đi xa rồi, chị mới buồn. Vợ không lấy vợ, xong là bây giờ còn chuyển đi xa nữa, là chỉ khác ở một mình buồn lắm, nên đi chơi lang thang này đỡ buồn. Cô ơi, cho cháu cắm bình hiệu mấy hôm cắm được không? Mấy hôm được không? Không, nhiều không có tiền thì không bán đâu, không cho cắm đâu. Để làm mai là làm thuê đó. Thôi, chị đừng có mà nói xấu Châu. Và đừng có chia rẽ Châu ấy Hiển. Chị nói thế, con chị càng rời xa chị đấy. Chị còn cô độc đến già đấy. Nói thật đấy. Cái bà này, tự nhiên đùng đùng lên đây. Có cái tính xấu. Còn năm trước, mày đánh tao. Giờ mày sẽ biết tay tao. Mày, mày có biết nhà con Năm không? Có nhiều ngàn lắm. Biết nhà con Năm không? Biết. Mày, có nhiều ngàn lắm. Tao cho mày 20.000 để mua rượu trước nhé. Vâng. Cô ơi, lấy rượu cho cháu ấy. Có tiền chưa? Có rồi. Có tiền thì mới bán cho được. Đấy, có tiền rồi. Rượu. Vâng.
vào trong này. Đi xem nó, nó đang ở kia, cái nhà nó ở đây. Khi nào nó đi ra mới vào được, mới vào ăn trộm được. Ừ. Nó còn ở đây đấy. Ừ. Tôi nhìn xem nó đã. Cho nó đi đã. Nó đi rồi, bây giờ mày cứ đi đi, cẩn thận nhé. Bắt được thì ra đây tao dẫn mày đi bán. Nó đi rồi tao ở đây canh, đi. Mày đi đi đi, nhanh nhanh lên này, cẩn thận nhá, đi. Tao chỉ mày đi bán nha. À. Đi, đi. Cái nhà kia nhé. Đi nhanh đi, cái nhà kia nhé. Đi, đi. Muốn ăn không? Cô muốn ăn không? Cái này khoảng bao nhiêu cân đấy? Không biết. Này chắc tầm 3 cân, 150 được không? Cho thêm tí nữa. Thôi, 150 rồi, 150 lấy. Thế cũng được. Này đối nhé. Vâng. Bắt được rồi. Tiền đâu? Bắt được rồi. Tiền đây.
tao cho mày. Mày dùng hết tiền thì bảo tao nha, tao lại dẫn đi chỗ lấy tiếp nha. Không đừng nói cho ai biết nha. Đi. Chết ở đâu đấy? Đi đâu đi một con này? Chết ở đâu? Tự nhiên là mất đi đâu đi một con ngan này. Mới đi một tí mất đi đâu đi một con ngan. 17 con ngan, bây giờ còn 16 con. Hay là có người vào trộm không biết nhỉ. Chờ ngày mai đi xem. Mất đi đâu đi một con ngan. Để phải dình, để cha dình xem mới được. Chắc là có người bị ăn trộm rồi. Nhưng mà cửa vẫn thấy đóng, có khi ra không thấy ai vào, cửa vẫn thấy đóng, không có ai vào mà. Vẫn thấy cửa đóng, mắc mít mà. Mày đi, đi đâu phải dừng để xem mới được. Cao cao không? Ừ? Ăn cao cao không? Ăn có cao cao không?
Vớt hết ra. Thay áo. Thay áo, vớt hết rồi. Con cởi ra đi. Cắt tóc cho mì đã. Ê, nóng quá. Sắp chín rồi. Đi vào nhà đi con ơi. Đi vào đây. Con lên ăn nhé. Đấy vào đi. Nóng nhá. Con không ý. Cảm. Rồi đi vào nhà đi. Đi vào đây. Cái này không đủ mua rượu đâu. Ngoài đi trộm ngán tiếp thôi.
nhiên mất một con ngan đi. Hôm nay quyết định không đi làm. Dình bằng được, sẽ bắt được người. Sẽ dình. Giờ là thằng này, đợt này tao sẽ bắt được quả to. Mày đừng có chạy đi đâu nhá. Bà cái vợ ra. Bà mày đừng có chạy đi đâu. Bà cái vợ ra. Bây giờ tao bắt được cả ta. Bà cái vợ đủ này. Bà cái vợ ra. Tôi mua ngan nữa. Mua mua. Tôi mua. Mày mua ra mày bắt. Tôi đưa đi công an ngay. Bà cái vợ ra. Đi theo tôi đi công an. Bà cái vợ ra. Tôi mày mua ngan nhá. Bắt đi công an bây giờ. Đi. Được chết đâu. Đừng có chạy đi đâu. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Bà ra. Bà. Đi đi ra. Này. Đừng có chạy điều nhá. Bà cái vợ. Bây giờ. Thôi, tao bắt được rồi. Thôi. Bà cho em xin. Mất cho ngăn. Mày. Thôi. Cho cháu xin. Bà ấy. Cho cháu xin. Không xin đi. Đi theo tôi đi công an. Bắt đi công an. Bà ba đi cho cháu xin. Cháu xin. Bà cho cháu xin. Đừng có chạy đi đâu nhá. Im. Đứng im im im. Bà cái vợ nhá. Im. Bà ra. Im. Bà cái vợ. Mày mặc bỏ ra này, bà cho em xin, cho xin lần này mày, thôi mày. Cho em xin lần này thôi. Đứng im, đứng im đi. Để tôi thôi. Mày chị ơi, em tha cho lắm, em hết tiền mua rượu rồi, chị đừng có báo công an nhá, em sợ lắm. Thế sợ còn đi làm, còn đi ăn cắp à? Vì em không sợ công an này đi ăn cắp ăn trộm của tao à? Vì em không có tiền. Em phải làm thế. Không có tiền mua rượu, không có vậy. Tiền mà đi ăn cắp thế à? Không đi có nghĩa. Theo đi đi với công an đi thôi. Chị ơi, lần này tha cho em, tha
tha em cho một lần thôi. Để làm sao em không làm nữa. Không tha gì hết. Không tha. Hôm nọ tao đã mất hai con rồi. Có phải mày đấy không? Phải. Vì em không có việc làm, chị ạ. Có ăn nhé. Họ sáng thôi, họ xui em thôi. Thế ai xui? Ai xui? Bảo cho chị biết ai xui. Họ xui thôi, không biết. Vâng. Không thì tao bắt đi công an để xử lý. Ai khai, ai xui. Mẹ cậu Hiến thôi. Mẹ cậu Hiến xui thôi. Đi bắt ngắn thôi. Còn hôm đó còn xui em nữa, đi đốt rơm của bà chú nữa. Thế à? Vâng. Mẹ Hiến à? Vâng, mẹ được Hiến. Rồi. Đúng rồi. Thế đi theo tôi. Vâng. Đi theo chị. Vâng. Lên nhà châu. Theo tao đi nhà châu để mày uống rượu. Toàn đi nghe theo người ta. Bên này. Em sợ có ăn lắm. Ôi cháu ơi. Em sợ có ăn lắm. Em sợ có ăn. Bây giờ em đi theo chị. Vâng. Để đối chứng với mẹ của Hiển. Vâng. Với thằng này nữa đi. Vâng. Bây giờ đi. Em đi theo. Có ai ở nhà trong em? Có bà nhà đi theo. Họ xui thì xui chứ. Hả? Mày bắt ăn trộm như mày thế. Mày thì còn bắt được đấy. Không thì còn mất hết. Này, bà kia đứng lại. Bà ơi, đứng lại đó. Về đây đi bà. Đứng lại đây. Nói chuyện đi. Cháu có chuyện bảo tí. Về đây nói chuyện đi. Có chuyện gì đây? Sao bà lại chui thằng này đi ăn cắp ngan của tôi? Tôi không biết. Đợt trước tôi mất hai con. Có phải bà lấy không? Tôi không biết, tôi không được lấy. Này nhé, các người đừng có vô ăn cho tôi nhé. Chính bà đấy, suối tôi đi ăn cắp ngan đấy. Bây giờ tiền còn ở đây nào. Đây nào. Đấy, bây giờ có bằng chứng. Bà đừng có mà chối cãi nha. Không thì tôi sẽ đưa lên công an. Hôm trước, bà cũng xui thằng này đi đốt rơm của Châu. Phải không? Tôi không biết. Đi theo tôi lên công an để giải quyết. Hôm trước các bà đánh tôi. Bây giờ tôi tức, tôi bực, tôi mới làm thế. Bây giờ các người biết hết rồi thì tôi bồi thường cho được chứ gì. Không được.
Bây giờ bà phải đi theo tôi. Lên công an giam bà vào mới được. Bây giờ bà phải đi theo tôi đi công an. Đi. Tôi không đi đâu. Đi. Không đi đâu. Không được. Bà làm thế này không được. Bà sai rồi. Đi. Tôi không đi, tôi xin thôi. Đi. Tôi xin. Đi. Đi theo tôi. Đi. Tôi xin. Không được. Đi công an. Tôi không đi. Ôi tôi sợ lắm, lên công an tôi sợ lắm. Bây giờ bà bắt tôi làm cái gì tôi cũng nghe theo bà. Cho tôi xin thôi, tôi xin. Lần này còn lần sau. Tôi lần sau tôi không tái phát nữa. Tôi không nghĩ đến cái chuyện này nữa. Tôi xin thôi. Đi theo tôi. Tôi không đi nữa. Đi. Không được. Đi công an tôi sợ lắm, tôi không đi đâu. Không thì tôi gọi công an về bắt. Bây giờ bà bắt tôi làm cái gì tôi cũng làm. Bà không cho tôi, không được đưa tôi lên công an nữa, tôi sợ lắm. Con trai của chị biết thì không tha cho chị đâu, xấu hổ lắm. Chị biết thế rồi, sao chị lại dụ người khác đi ăn cắp? Chị biết lỗi rồi, hôm nay chị nói rồi, bây giờ cho chị xin. Thôi chị xin thôi. Tha cho anh Hiển. Xin thôi, đi công an chị không dám đi đâu. Tha cho bà ấy để anh Hiển, còn yên tâm đi làm. Tha cho bà ấy thôi chị ạ. Thôi. Thế cũng được. Làm bây giờ sẽ là cho đi làm cái gì thì chị cũng đi, nhưng mà lên công an chị không đi nữa. Thôi, bây giờ em đi về nhà lấy liềm. Vâng. Về đi ra ruộng. Vâng. Cắt rơm cho chị. Vâng. Để chị trồng ngô. Về lấy liềm nữa. Đi, bây giờ. Thằng này nó cũng đi. Em đi lấy liềm nhá. Thằng này đi ra ruộng. Đi nhanh một tí. Đây, liềm đây. Đây, cắt đất vào. Đấy, cắt cho tôi. Làm nhanh đi. Tại mày đi. Tại bạn thế. Liên thế. Cắt cẩn thận vào. Tại mày nói giả đấy. Làm nhanh một tí. Bà ấy, người thấy. Con đừng nói dài. Con đừng nói con người ta biết. Sợ nói thế này. Giờ biết chưa? Làm đi. Không làm được tao đưa đi cho công an. Làm cái chỗ này xong đi, không xong thì mai sẽ biết tay tao. Lắm rồi, mày đấy. Mày sẽ biết. Mày thấy khổ không? Không nói. Cả cái con nằm này nữa. Mai tao sẽ trả thù. Tao bực lắm rồi. Con nằm này nữa. Mai tao sẽ trả thù bằng được. Không tha đâu. Bán. Vâng. Đi bán. Đi bán. Ừ.
Đón đi nào, đi tối đấy. Ây, không ăn được. Vứt đi nhá, không ăn nhá. Cay lắm, cay cay. Đón đi nào. Bơ bơ. Thắt ở cốt xong hạ luôn như là bởi cái con tóc tròn luôn vậy. Ồ hô, lâu hả mấy lâu dưới thì mình nâng ấy. Nên biết cái thằng ở bên. Bù thắt thắt, cái này mày chủng thắt thắt xong nghe. Con hạ luôn. Có sự hả? Đấy. Lâu nặng lắm. Mẹ ổn tròn nữa. Mà hạp trầm đưa nắc nó mơ. Xem nào. Đây là chuối của Pháp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 cả này cuối này. Này cái nhà rất chặt đấy. Mở từ. Cái hồ hải xét nó ừ, cái này sắc quá. À, tư, cái này xem nào. Xong đi nó. Lâu một tim. Đó nó. Chứ có hàm bò dưới cuối bài mà mình đi này. Bài cuối đéo hơn chứ. Xíu nó chín đấy. Chín đi. Nó ăn đấy nha. Không có kiến. Dạ. Tiêu bèo có cái cục cục. Lấy thô của đơn tuyến nó mạnh hết đâu. Ăn đấy. Đây 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 cơm ăn. Mình cứ quên mình ăn. Con này đi vỡ đi. Này này đó. Đã bị vỡ không? Mười. Con lại cãi tự tự. Chị chịu ăn lên đâu. Mình cãi đi. Mình cãi. 2, 4, 6, 8, 10. Có 10 ấy thôi. Ừ, lại. Bơ ngọt được không? Bơ ngọt nhá. Nhá. Có vui được không? Có. Vui một quả bưởi này. Này, gánh thôi nha. Chờ châu. Ừ, chờ châu á. Nó chờ châu, chờ châu. Chờ châu, chờ châu. Chờ bà. Mà nhồi á? Mà nhồi đi pi rồi. Anh ạ, qua đâu? Không sợ. Qua nhồi bé đâu? Qua anh châu mà. Ừ. Anh châu mà. Đi gánh đi thôi nha. Qua anh đâu? Ừ. Đấy, xách được không? Ừ.
quá. Nặng quá. Mẹ. Quá. Ừ, cái này ngứa ấy. Không sợ đâu, nó không ra được đâu. Buộc vào rồi, không đi được đâu. Ăn cưới. Cưới. Ăn cưới. Chưa chín đâu. Chín đâu. Ăn đi kia vào sao thật đấy. Ăn bà bạc. Bơ. Bơ đi bà bạc đó. Bơ đi bà tê ớt tất tạt nông nha bà rồi bà rồi bao à em bị cái tiếng bị nói bị mẹ ăn mẹ bị đi kia cái đấy không được không không được ăn không ngồi cho mẹ đi hả tiếng bị thông chục đi á nó cái phụ nội mà nhà nó mưa là nặng đâu đá chung ở hộ nuôi phụ nuôi chung ở hộ em ơi phụ nuôi ơi phụ nuôi à đây bơ ở đây đi pịt rồi. Pịt lâu thế nhỉ? Ừ. Đi pịt. Đi pịt lâu thế. Đi mà. Đi mà ngoài. Ừ. Đi mà. Đi mà. Cái này hết bao nhiêu ấy chị? Hết 100. 100. 100 tiền. Chị lấy lên vai cho em ấy. Lấy gì là nó? Thế không? Nặng không? Nặng. Cái từ này. Cái từ này. Ôi mà được rồi nhỉ, nhưng mà hơi vướng một tí. Đi bơi. Ui ôi, phải to thế nhỉ. Phải to thế nhỉ, mình lên đi giống nhỉ. Đi nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Thế nhà rồi. Thế nhà rồi, mệt quá. Đấy, lấy đi. Ở đây này, chân này. Rồi, đi đâu, đi vào nhà đi. Không lấy nước nhỉ. Thế nhà rồi. Còn đấy nha, mẹ đi làm bếp. Con đi vào nhà đi. Ôi, chuối lấy ở đâu ơi, to thế. Con đi mua của họ về bán đấy bà. Thế à? Đúng. Bây giờ dâm nó mai chín thì đi bán. Đi bán. Bán chuối. Dạ. Bán chuối á? Đi bán chuối mai không chín rồi. Bà dồn ở đây cho con đi lấy lá chuối về dâm. Vâng. Lá chuối về dâm. Mãi chín đi. Bơ đi bán nhỉ. Mẹ đi bán nhỉ. Ô.
Uống nước à? Hả? Uống nước à? Ui, lót ít rồi bà ơi. Không biết lót cho ăn nữa bà. Này, cho cái roi này. Cái roi này. Cái roi đánh đít bơ này. Dạ. Nghe chưa bà? Nghe chưa bà? Ồ, thầy cho nhá. Con kéo kéo lên ra. Rồi
Mày nấu chưa? Vâng, và nhậu nước đã. Tôi vừa đi cải tạo về và bây giờ không có chỗ ở, chẳng biết đi chỗ ở chỗ nào, bạn cho tôi ở vài hôm được không? Được này. Tôi đi được mấy tháng trời rồi mà không có được một giọt rượu nào, bây giờ thèm lắm rồi. Bạn còn tí nào không? Vẫn có rượu mà. Ê, lỗ đó bạn nào đi công tác nó uống với nhau mấy ly rượu nó lâu rồi mới về nó lâu lắm rồi đấy. Bây giờ mới được gặp nhau nữa bố nào nó không thế đi công tác có ổn không? Ổn gì, đi cải tạo, ổn gì mà ổn. Ổn họ bảo là đi tù à. Bây giờ thế bạn vợ đi đâu rồi? Tôi đi được mấy tháng trời rồi mà tôi bây giờ cũng chả biết vợ tôi đi đâu nữa. Là chả biết là đi lấy chồng khác hay sao rồi. Về cũng không thấy. Nhà tôi bây giờ mới ông già. Đó. Bây giờ đi về cho tôi. Bây giờ đi về tôi cũng rất ngại vì ở cải tạo về đi về ngại, chả biết ông già có cho vào nhà không, thèm lắm uống đi. Cần không? Tớ với bạn uống nè, nó là phò ha. Nó cũng uống say đấy. Sao mà say nhanh thế? Dậy đi. Dậy uống rượu đi.
Dậy đi.
gì lâu. Tôi nếm về kìa. Nếm về kìa. Chị lâu ớt chốt lâu. Chị lâu ở đây con. Đây là bàn của tao. Đi sao đấy? Ôi chú này rồi, mới cải tạo ra. Chắc là say rượu rồi. Đi báo ông mới được. Có dậy được không? Hả? Không dậy được à? Đi báo ông nhá. Ông ơi. Ừ. Ở nhà không? Ông ơi. Có. Ông ơi. Ừ. Con trai của ông về rồi hay sao ấy? Nó nằm ở đường ấy, chắc là say rượu không về được rồi. Ôi giời, cái thằng này không chừa. Không muốn đi đón nữa. Ông đi đón đi, không thì tí anh bị cảm đấy. Thôi nhỉ. Thế ông cũng phải đi thôi. Thế ông đi không? Đi theo cháu. Cháu vâng. Đi. Ông ơi, ở đây này ông. Dạ. Thế ông lấy em về nhá. Vâng. Thế cảm ơn cháu nhá. Vâng. Thế ông kia bảo anh dậy đi về đi. Cháu đi về đây. Vâng. Đi cắm cho cháu. Thế nào? Dậy đi. Dậy về nhà đi. Dậy đi. Dậy về nhà đi. Úi dồi. Dậy đi. Úi dồi. Nằm ở đây mà cũng bị cảm chết. Đi. Thế sao mà về lúc nào lại nằm khì ở đây? Dậy đi. Có đi được không? Đấy, cố gắng đi. Cố gắng đi. Đi. Ôi giời. Này. Đấy. Úi dồi. Đấy, cẩn thận nhé. Đấy, ngã. Sao? Bố lại biết con ở đây. Ôi dồi. Về lúc nào mà lại nằm ở đấy. Mà bố sao lại biết con nằm ở đây. Ở đây có đứa cháu nó đi làm về gặp rồi.
vẫn đi cơ mà. Đi cẩn thận này. Ôi giời. Mày. Đi về lúc nào lại nằm ở đây. Ôi giời. Mày đi đủ thật. Thế là đến nhà rồi đấy. Đấy. Nằm nghỉ đi. Cơm đi. Hả? À, đói quá là dậy ăn cơm. Ôi giời, đi đường kiệt sức rồi. Đói rồi. Đấy. Dậy. Ôi, cố gắng dậy ăn cơm nhá. Không đi lấy chỗ nhá. Này, dậy cơm đi. Hey. Đường mệt, đói cơm rồi. Dậy đi ăn cơm đi. Hả, sao? Cô ăn dậy ăn cơm đi. Cô ăn ăn đi. Ôi, sáng nay bố cũng ăn thế này thôi mà. Rồi ăn cà mắm với ấy rồi. Cố gắng ăn cơm đi, không có kịp. Kịp sức rồi. Con mệt quá, không có ăn được đâu. Ôi, mấy lần, mẹ thì nó ngồi không chưa. Không ăn nổi nữa không? Ây da. Ôi giời. Lúc nào cũng như thế này. Sao mà nuôi bố được? Chết thôi. Thì mặt mũi vẫn không hồng hào một tí nào lúc kỳ còm thế này đâu. Này, ăn đi, cố gắng ăn đi. Ôi, thế rồi. Thế thì cũng không nuôi được bố rồi. Không ăn được rồi. Ừ, bố cũng ăn thế này thôi mà. Quá rồi. Này. Bố ơi, đây con nói chuyện đi. Con xin lỗi bố nhá. Từ nay con sẽ không làm những cái chuyện xấu nữa. Ôi giời, mày bảo rồi mấy lần vẫn không chưa. Vâng, từ nay con thấy chưa. Con sẽ không làm xấu nữa. Đấy. Mày nhớ nhá. Vâng. Có chuyện sau nữa là không tha đâu nhá. Vâng, được. Mày mấy lần này bảo ông bảo bố bảo mãi không chưa. Bây giờ ông bố bực lắm rồi đấy. Mày biết là xin lỗi là được đấy. Thế nhá. Vâng. Còn mày đã mà.
Bây giờ đứa này vẫn cứ ngủ. Dậy đi. Nhà đi này phát cái vườn dứa kìa. Đụm đạp hết rồi. Dậy đi. Giờ thì vẫn còn nằm. Giờ làm gì cơ? Rồi con dậy đi làm cái gì đây bố? Ôi rồi dậy đi lấy dạo đi phát đây. Dựng gần nhà đúng nào dựng dạp hết rồi. Để cả trên đường đi kìa. Đi phát rồi. Đi. Con đi làm luôn. Mệt quá. Tìm đâu được tí cay cay đỡ mệt. Tìm đâu được một tí thiền. Kẹt quá, bí quá. Chả biết tìm đâu được một tí. Đi xem đó.
Có khi ông bố có đấy. Đi đấy về đi. Đi mua chất cay cay tí đó. Không thì không được, mệt quá rồi. Xem, chắc ông bố có. Mai, ừ, bà ở nhà với bơ trong nhà cho con đi chơi, đi thăm anh Hiển một tí. Ờ. Con đi nhé. Có phải ở đây không? Như ở đây là phải. Làm ở đây à? Vâng. Sao em lại biết đường xuống đấy? Em hỏi mãi mới đến đây được. Hỏi bao nhiêu người ấy? Bà và bơ ở nhà khỏe cả chứ? Vâng, vẫn khỏe anh ạ.
Hóa ra anh làm ở đây nhỉ? Làm có vất vả không anh? Cũng bình thường. Nhưng mà không đủ người. Ở đây cũng vắng vắng đấy nhỉ? Xuống bên đấy thôi. Bây giờ cũng ở đây ngồi nghỉ tí. Má nó chết đây. Em đến đây chủ yếu đến xem chỗ của anh làm việc thế nào. Em chẳng có gì, mấy gói bánh. Đến chơi không là được quà cáp gì để cho con ở nhà nó ăn. Lấy có gì đâu anh. Ngày ra đây làm việc rồi anh có được về nữa về thăm lâu mẹ. Lắm anh không được về. Mẹ anh không biết anh chuyển sang đây. Thế anh cũng phải thi thoảng đi về thăm mẹ chứ. Dạo này công việc nhiều quá, không có thời gian để đi về. Hôm nào đừng nghỉ phải về thăm mẹ nha anh nhá. Được, hôm nào được nghỉ thôi, thì mới đi về được. Cố gắng về thăm mẹ đi, mẹ có mỗi một mình ở nhà cũng buồn chứ. Anh sang đây có mỗi mình anh ở đây thôi. Nhà cũng rộng hết nhỉ. Anh thì không muốn làm gần nhà. Làm gần nhà thì mẹ anh lại lên lại làm khó dễ cho em. Không có gì đâu mà anh, được đâu mà. Giờ ở đây công việc của anh cũng có mấy anh em làm cùng nhau thì cũng không đến nỗi vất vả mấy. Nhưng mà ở đây làm cũng được đấy anh nhỉ. Anh thì cũng thương và nhớ hai mẹ con em. Vâng. Nhưng mà chưa có thời gian để đi về. Lúc nào rảnh thì đưa con sang đi với anh. Vâng. Yeah. Em đừng nói cho mẹ anh biết là anh làm ở đây nhé. Vâng. Thôi bây giờ cũng gần tối rồi. Em đi về nhà với bà với con. Để bà với con. Vâng. Về cả mẹ con cả bà giữ gìn sức khỏe nhé. Nhá, anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Thank you.
đi đâu, với dụng cụ chuyên nghiệp, không đau, không chảy máu, là để chống chính xác. Ngoài ra, bà cũng biết cái ủng bà cho bà. Dạ. Bà ăn thử xem có ngon không? Vâng. Ừ. Thế dài. Mớ dài. Con đi hôm nay con đi bán hàng ở chợ Khôn Hà bà. Thế à? Con mua ở chợ đấy luôn. Ừ. Ngon đấy. Ngon đấy bà nhỉ? Vâng. Con không thấy ngon.